tới đại gia đình các bác yêu âm thanh. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì Phương Xúc này đang lên một sản phẩm âm thanh rất là hoành tráng để cho các bác chơi và lên cấu hình. Các bác đã được cảm nhận tiếng hơ ở trong dàn máy chưa? Nếu còn thiếu, còn chưa phê thì các bác hãy bổ sung cho em ngay những quả súp và hàng cao cấp này. Trước mắt các bác thì anh Vương đang trưng bày ra đây một quả súp hàng xịn sò của Đức, dòng súp B3. Đây là một trong những thương hiệu nổi tiếng của B3, đó chính là 118D. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và cập nhật những video mới nhất tại Trung tâm Điện tử Anh Phương.